Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Phúc của mình nha anh em. Tiếp tục clip bán máy cũ anh em hôm nay nha. Số điện thoại đặt hàng mình là 0355 356 356. Mình thì ở thị trấn Phước Cát nha, Cát Tiên Lâm Đồng ngay vòng xoay Phước Cát anh em. Thì kênh chính của mình là đây nha. Thì tất cả các video thì mình đều để anh em chỉ cần lên YouTube gọi Di Động Phúc ra liền nha anh em. Đơn giản ha. Đây, ví dụ như anh em vô clip để coi thì dưới mỗi cái mô tả. Dưới mỗi cái mô tả của mình đây thì đều có mình để cái link kênh. Anh em. Cái link kênh kênh mới của mình này, anh em nhớ bấm đăng ký nha để đón xem những clip mới mình cũng đăng này lung tung luôn này. Ở đây là fanpage của mình ha. Bấm theo dõi fanpage luôn anh em. Thì dưới mô tả, bấm dưới mô tả đều có kênh mới hết của mình ha. Đó. Và bấm hoặc là bấm vô một kênh thôi thì vẫn có kênh mới đây. Anh em nhớ bấm đăng ký nha. Mình mới có post một clip thôi. Có một clip 2 ngày trước này. Nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mới mình nha anh em. Mình sẽ ra clip thường xuyên trên kênh này nha. Và kênh này là kênh Hữu Phúc Mobile ha. Rồi ok, không dài dòng nữa thì mình giới thiệu máy hôm nay đâu nha. Thì anh em có hỏi là quy định mua máy thì như thế nào. Thì anh em cặp trước 50k Viettel cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cặp 100k Viettel hoặc là chuyển khoản cho mình nha. Dưới mô tả của mình vẫn có số tài khoản của mình đầy đủ 3 ngân hàng luôn. Techcombank, Vietcombank, Agribank hoặc là Vietbay, Viettel Bay. Anh em muốn chuyển cái nào cũng được nha. Bảo hành thì mình bao test em 1 tuần, đổi trả thoải mái nha anh em. Lỗi là mình đổi không lên tay nha, không có dài dòng gì hết anh em ha. Lỗi là đổi ngay. Rồi bảo hành cho anh em 1 tháng. Trách nhiệm lỡ hư hỏng gì alo cho mình, gửi cho mình sửa lại cho anh em đàng hoàng nha, không có lăn tăn gì hết. Quy định mua máy thì rất là đơn giản thôi, không có dài dòng gì hết. Anh em mua máy thì cứ alo cho mình số điện thoại 0355 356 356 nha. Rồi mình xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn nha. Hôm nay thì vẫn còn một cái A37 này, A37 con này thì vó nó tạm tạm. Máy thì A37 thì anh em biết rồi, RAM 216 nha, màn hình 5 inch. Pin về 2420. 5216 màn hình sáng đẹp nha anh em. Chức năng full nha. Hoạt động ok. Con này giá 1.050.000, đều giá 1.050.000. Oppo F1S thay vỏ mới anh em. F1S nha, RAM 332, màn hình 5.5 inch. Pin con này là 3075. Pin 3015, màn thì ok, sáng đẹp. Máy đẹp nha anh em. RAM 332, giá 1390. Giá 1.390.000, kèm sạc, dán kính anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Bao test đổi trả 1 tuần, lỗi đổi cho anh em nha. Đó. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo A39 luôn. A39, con này màn hình 5.2, cũng RAM 332 luôn. Pin con này 2009 nha, nó y như A57 anh em. Máy đẹp. Giá vẫn là 1.390.000 luôn. Anh em thích lấy con nào lấy. Oppo A39 nó y như A57 luôn, F3 này. Và mình còn một con máy tính bảng này anh em. Máy tính bảng iPad 4 nha anh em, có sim nha, xài sim ha. Ngày qua anh gì đó gọi mình đó. Cho coi cái máy nha, ưng cái bụng thì alo cho mình liền nha. Có một cây thôi. Bạn alo trẻ thì mình bán mất rồi cũng bó tay, không có biết giải quyết sao luôn á. iPad 4 một cái giá 2990, nói chung là 3 triệu anh em, trừ ra 10.000 nha. Chức năng full nha anh em. Chức năng full, bỏ sim xài, wifi các kiểu, đầu sạc thì đầu nhỏ này, dạng iPhone 7, iPhone 8 nha, giống nhau. iPad 4 còn đúng một cái thôi. Xài sim được bình thường. Mình coi thử con này thôi. Con này là nói chung là 16GB. iPad 4 16GB. Sim xài thoải mái, đó đúng rồi. Rồi anh em mua thì chuyển khoản hoặc là cặp trước 100.000 Viettel là mình sẽ gửi máy cho anh em nha, một cái duy nhất. Anh em nào muốn mua bao da thì kèm thêm nha, hơn 100.000 nha, 200-250 đấy, cái bao da nữa, nếu thích mua bao da. Tiếp theo là con Vivo i66 anh em, còn 2 con nha, một con đen, con hồng nha, con hồng. Vivo i66 ha, i66, con này RAM 332, màn hình 5.5 inch ha, pin 3.000, pin 3.000, mẫu mã thì máy nói chung đẹp tầm 97-98 gì đấy. Đó, chức năng này full nha. Một cấu hình nha anh em, hai con khác màu nhưng mà một cấu hình ha, giống nhau, y chang cấu hình luôn. Chả khác mẹ gì. Đây. Mình sẽ cho anh em coi giới thiệu này. i66 ha. RAM này. RAM 3 của nhớ 32. 1450 nha anh em. Giá 1450 kèm sạc dán kính là đủ trước khi gửi máy cho anh em nha. Và i67 thì còn hai cây này. Cây gold, cây hồng này. Đẹp cũng tầm 96-97. Vỏ xước nhẹ nha anh em, vỏ xước nhẹ ha. Màn hình 5.5 inch nha anh em. RAM 4 của nhớ 32. Con này RAM 4GB nha, bộ nhớ 32GB. Pin con này cũng 3.000 luôn. Và chức năng thì hoạt động ok hết.
rồi. Đó, wifi các kiểu chuẩn nha. i6 7 anh em, RAM 4/32, con này giá 1650 nha, 1650 kèm sạc nhanh kính đầy đủ nha anh em. iPhone 5S 16GB, máy quốc tế, full quốc tế nha. Vỏ thì xuất sắc, nhẹ nhẹ, nói chung đánh giá tầm 95-96, nhưng mà đẹp hơn nha anh em, mình nói đến vậy thôi cho anh em khỏi lăn tăn nhiều. Còn máy thì chức năng full, đẹp, vân tay vân chân đầy đủ hết, pin mình không bao nha, máy giờ này mình không bao pin đâu, nói chung nó tầm 80 hơn 80 nhẹ thôi, nhưng mà không có kiểm tra, mình không có bao pin máy ra ngoài 5S đâu, mua là xài thôi. Giá 1250 nha anh em, kèm sạc giang kính anh em đầy đủ nha, 1250. Nokia 5 máy riêng nha, vỏ xuất xuất nhẹ nhẹ nè anh em, đó, xuất nhẹ nhẹ, RAM 216 nha anh em, màn hình 5 inch 2, pin 3000, con này để anh em giá 1 triệu 1 nha anh em, 1 triệu 1, kèm sạc đầy đủ trước khi cái máy anh em nha, giang kính luôn cho anh em. Nokia 5 TA1053, con này để anh em giá 1 triệu 1, kèm sạc giang kính đầy đủ. Tiếp theo cho anh em là con Oppo A83, con này là bản Việt Nam anh em, máy thì mình thay vỏ mới ken cho anh em rồi, máy ken, kính đẹp, lưng đẹp, đại giá ngân lực cho anh em luôn rồi. RAM 3/32 nha anh em, màn hình 5 inch 7 ha, pin 3180, hai sim xài bình thường ngon lành, máy sáng đẹp, chức năng thì hoạt động ok. Wi-Fi đây, máy đây anh em, A83 RAM 3/32, Android 7, ok nha anh em. Con này để anh em giá 1,5 triệu nha, 1,5 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Tiếp theo là con Samsung A10, Samsung A10 máy thì vỏ còn ok anh em, vỏ này của nó luôn, chưa thay thế hết đó nha, vỏ còn đẹp trên 96. Con này RAM 232, màn hình 6 inch 2, pin 3400, kính đại giá ngân lực đẹp cho anh em rồi, giờ anh em bỏ sim vô là xài thôi nha, màn đẹp, vỏ đẹp, chức năng hoạt động ok, Samsung A10 anh em. Tin A10 này, hơn 2 bộ nhớ 32GB, mấy nói chung là quá đẹp luôn, tầm 96-97 luôn. Con này để anh em giá 1790 nha, 1,790,000, kèm sạc giang kính anh em. Nem SE về được nhỏ giọt 2-3 cây thôi, anh em nào cần thì hú nha, 16GB, nem SE 16GB anh em. Wi-Fi thì ok nha, chức năng ok, full vân tay vân chân đầy đủ, máy quốc tế, nói chung anh em reset thoải mái nha, máy không có một cái ẩn yết gì hết nha anh em, nói chung là đầy đủ chức năng. 16GB nem SE, máy đẹp và full trên 98. Con này ra đi cho anh em giá 1690, còn hai coi 1690 nha anh em. Ok, iPhone 7 lút bypass, 7 lút bypass nha, chờ game thôi anh em, không cam sâu nha, không có cam sâu, vân tay còn luôn đầy đủ, không có xài camera nha anh em, wifi các kiểu thôi, Zalo Facebook anh em xài bình thường. Đó, con này đến anh em giá 1,7 triệu, 7 lút 1,7 triệu nha anh em, một con duy nhất, pin coi thử còn cao không, mới tiếng đùa game thì hay coi pin 91 anh em, pin 91 nha, giá 1,7 triệu nha anh em, kèm sạc giang kính nha. Oppo F7 nha anh em, màu đen, con này vỏ thay mới rồi anh em, con này vỏ thay mới nha, đẹp, kính thì đẹp keng luôn, mình sẽ dán được cho anh em trước khi gửi máy nha. Wi-Fi này, con này vỏ thay mới cho anh em rồi, F7, RAM 4, bộ nhớ 64, màn hình 6.23, pin thì 3400 nha anh em, máy quá đẹp luôn. Đó, F7, kính lưng đồ keng xà beng luôn, con này để anh em giá 2150 nha, 2150, máy đẹp. iPhone 8 anh em, iPhone 8 nhỏ nha, màu đen, máy đẹp tầm 98 anh em, nguyên zin, 98 nguyên zin, 64GB, kính đẹp, lưng đẹp. Đó, chức năng hoạt động ok nha, vân tay vân chân đầy đủ, máy quốc tế, anh em reset thoải mái nha, không có lăn tăn gì dòng 2 dòng 3 nha. Còn máy dòng bypass với lại lock á, thì anh em không được gì reset nha, nói chung là không được reset luôn, không phải là reset gì nữa ha. Còn máy dòng này thì ok, máy anh em quốc tế nha, con này giá 4,2 triệu nha anh em, kèm sạc giang kính nha anh em, 42. Vivo i51
I51 máy riêng đẹp tầm 98. Còn cái ốp lưng của nó luôn. Máy này còn bảo hành công ty dài lắm anh em, tầm 6-7 tháng thoải mái luôn nha. Đó, công ty nó bảo hành cho anh em luôn đó. Mà Vivo I51 màn hình 6.58 nha, RAM 8, bộ nhớ 128. Pin thì 5000 nha, pin trâu bò máy nhỏ gọn đẹp. Rồi thử còn pin không. Con này hết pin mất rồi, chưa kém sạc, tiếp mình sạc cho nó đàng hoàng luôn. Con này ra đi cho anh em giá 4.4 triệu nha, kèm sạc giăng kính cho anh em nha, 4.4 triệu. Tiếp theo cho anh em là một con Xiaomi Redmi 5 Plus anh em, một con màu đen thôi. Của mình về mới coi nhưng mà chuẩn bị về luôn mới. Con này màu đen. RAM 464 nha anh em, màn hình 5.99, còn 6 inch á. Pin 4000. Pin 4000, chức năng hoạt động ok luôn nha anh em. Chức năng con này thì quá ok luôn. Redmi 5 Plus. Android 8.1. RAM 464, con này để em giá 1990 nha. 2 triệu trừ 10.000. 1990 máy đẹp trên 98 nha anh em. Máy quá ok luôn. Dòng này nó có cái con Mac này nè, Mac Remote này. Anh em có thể điều khiển cái dòng này nếu anh em nào rành á, điều khiển được máy lạnh với lại mấy quạt đồ mà có cái remote á, anh em tải phần mềm về vẫn điều khiển được nha. Con này rất hay nha. Nó có cái remote này, có nhiều anh em kiếm mua con này. Nó còn Mac không ngoại rồi, anh em lưu ý nha. Cái dòng ngày xưa mình có bán Redmi 3, nó có cái dòng này. À, con này nó cũng có luôn, rất hay. Redmi 5 Plus 1990. Tiếp theo cho anh em là con Xiaomi 7A, mình vẫn còn 2-3 con ha. Màu đen, màu xanh rồi nè. Đó. Redmi 7A. Màn hình 5.45 nha, RAM 232. Bộ nhớ 32GB, pin 4000, học online ok nha. Con này anh em có anh em hỏi là mình học online được không? Thì mình xin nhắc lại cho anh em là học online ok luôn. Không vấn đề hết. Tại vì máy chức năng cái phần mềm online nó rất là nhẹ, chả có vấn đề gì. Tải xài vô tư luôn. Đây 32GB. Máy đẹp tầm 9798 nha. 9798. Redmi 7A. Con này để anh em giá 1550 nha. 1550 kèm sạc giăng kính cho anh em nha. Tại con máy này là nó 32GB và pin 4000. Nên xài ok luôn. Đó. Giá 1550, máy đẹp tầm 9798. Nguyên zin nha. iPhone 6S nha anh em. iPhone 6S. Pin còn 81 nha. Nguyên zin quốc tế nha anh em, nguyên zin. Reset thoải mái ha, vân tay vân chân đầy đủ. Chức năng hoạt động full. Đầy đủ chức năng. 64GB. Con này để em giá 2 triệu rưỡi nha anh em. Máy đẹp tầm 9899. 2 triệu rưỡi. Kèm sạc giăng kính cho anh em nha. Cái dòng iPhone á, mình xin nhắc trước cho anh em luôn nha. Dòng iPhone thì nó khác những cái dòng Android. Nói thẳng là nhiều khi cái vỏ nó là vỏ nhôm này anh em. Nên anh em cắm sạc thì lại em xài một xíu thì nó hơi nóng. Cái vòng trên thôi, nó hơi nóng. Thì đó là bình thường, tự nhiên nó tỏa nhiệt ra anh em. Và cái vỏ nhôm thì đặc biệt nó sẽ nóng hơn cái vỏ nhựa. Những cái vỏ nhựa này nó không có thể nóng bằng cái vỏ nhôm, nó tản nhiệt rất là mạnh anh em. Mà nó nóng tới cái mức độ là bình thường nó sẽ đứng nha. Còn những máy mà anh em mà nóng rát tay rát chân luôn á, rát tay mà rát cái tay luôn á, lúc anh em đi gọi thì anh em phải báo lại để mình xử lý, đổi trả. Còn những cái máy mà ấm ấm bình thường hay là nóng rang rang sẽ nhẹ thôi. Bình thường nha anh em, đó là cái bình thường của iPhone. Chứ chả có phải là hư máy đâu nha, anh em yên tâm. Nhiều anh em mới xài iPhone thấy nóng vậy mất hồn, lo trả đổi các kiểu. Nhưng mà không phải nha, anh chỉ nhắc trước, shop nào cũng vậy thôi, không phải riêng mình đâu. Cả nước bán iPhone đều bị vậy hết. Tiếp theo cho anh em là con Samsung M20. Con này thì nếp sau thấy mới rồi nè. RAM 332, màn hình 6.3, pin con này 5000, trâu bò nha. Pin 5000, pin trâu nha. Kính thì mình dán lực cho anh em rồi. Màn sáng đẹp. Chức năng hoạt động ok. RAM 332, pin được cái là pin con này 5000. Pin cũng thuộc dạng trâu bò đó anh em. Xài anh em hơn tuần một ngày là thoải mái. Pin hơn ngày là xài ok luôn. M20, con này ra đi cho anh em giá 23 nha, kèm sạc giăng kính cho anh em nha. 2.3 triệu, máy đẹp tầm 9899. Tiếp theo cho anh em là một con Z320. Con này thì mình đánh giá sơ coi. Vỏ thay này, vỏ nắp sau thay này, sườn này của nó này hơi xước nhẹ chỗ mic này. Màn thay màu OLED này. Màn thay nha. Pin thì đang yếu, đang hết pin. Tí mình sạc pin, pin hay yếu này, này thao tối. Rất là tối nha. Còn 1% pin này. Còn chức năng thì hoạt động ok nha anh em. Pin nó hơi yếu một tí. Đó. Con này RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8, màn hình 5 inch, pin 2006. Giá hữu nghị cho anh em thôi. Chỉ để con này cho anh em giá 650 thôi. 650, máy đẹp càng luôn.
kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ, đầy đủ chức năng luôn, 650 nha. Tiếp theo cho anh em là một con Vivo i91 anh em. Vivo i91, con này nắp sau thay mới rồi, nắp sau đây thay mới rồi nha, nắp sườn thay mới kia, màn hình 6.22, RAM 3, bộ nhớ 64 nha, con này 64 GB, pin con này là 4030, pin 4000, màn hình cực đẹp, đó. Màn sáng cực đẹp luôn, chức năng hoạt động ok. Đã mất rồi, đây giới thiệu máy cho anh em này, RAM này, RAM 3 bộ nhớ 64 này, Vivo là 1814, là Vivo i91 anh em. Rồi ok, sẽ giới thiệu sơ anh em cấu hình máy ha, máy đẹp keng sà beng rồi, hay vào mới rồi, con này ra đi cho anh em giá 1990 nha, 1990, kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em nha, máy thì ngoại hình quá đẹp luôn. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A32 anh em, máy riêng nguyên, bảo hành còn 4 tháng công ty. A32 máy keng sà beng, RAM 6 bộ nhớ 128, RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình 6.4, pin 5000, máy full riêng, bảo hành còn tầm 4 tháng công ty. Con này nguyên riêng anh em yên tâm, giá ra đi cho anh em là 4.2 triệu, kèm sạc dán lực đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em nha, 4.2 triệu anh em, cần thì kết nối liền với mình nha, một cây duy nhất. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, thân ái chào cả nhà, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Số điện thoại đặt hàng thì 0355 356 356, gọi điện số này là gặp mình nha anh em. Rồi thân ái chào cả nhà nha, hẹn anh em clip tiếp theo, nhớ bấm đăng ký kênh mới cũng như kênh này bình thường cho anh em nha. Cho mình cảm ơn anh em nha.